Bismillahirrahmanirrahim. Mọi lời ca ngợi tán dương đều kính dâng Allah, đấng chúa tể của toàn vũ trụ và muôn loài, đấng đã ban xuống thiên kinh Quran để hướng dẫn con người từ sự tối tăm mù lòa, cuộc sống hỗn độn và bất công, đi đến với ánh sáng và hào quang của Islam, đi đến với lẽ công bằng, đáng lẽ ra con người xứng đáng được hưởng nó. Islam là một tôn giáo tôn thờ đấng thượng đế duy nhất có tên là Allah, và đấng thượng đế Allah mặc khải xuống cho vị thiên sứ là Muhammad và ra lệnh cho người phải tuyên truyền, truyền bá đạo Islam này cho toàn nhân loại. Trong một trong những giáo lý của Islam tin rằng trên toàn vũ trụ như mặt trời, mặt trăng, ngày, đêm, mây, mưa, gió và tất cả những hiện tượng mà con người nhìn thấy đều do Thượng Đế tạo ra. Bởi những vật đó, chúng không thể nào tự hình thành và không thể nào tự tạo ra bản thân chúng. Nếu cho rằng tất cả những gì chúng ta nhìn thấy được như mây, mưa, trời, đất tự nó tạo ra bản thân nó, chẳng khác nào chúng ta cho rằng cái nhà, cái máy vi tính hay bất cứ vật gì đó tự nó tạo ra bản thân nó, chứ không hề có một nhà kỹ sư hay không một nhà khoa học nào hay không một người nào đó dựng lên nó hay chế tạo thành nó. Và đấng thượng đế Allah không phải do con người Muslim hay Muhammad suy diễn ra, mà đấng thượng đế này là đấng có thật nhưng con người không có khả năng nhìn thấy, bởi vì con người rất yếu trong cuộc sống trần gian này. Nếu như nói không bao giờ, chúng ta không bao giờ tin ngoại trừ những gì chúng ta nhìn thấy được và chúng ta sờ được, vậy thì tại sao chúng ta lại tin trong con người chúng ta lại có linh hồn? Gây vấn đề này không có một người nào từ xưa đến nay chống đối cả, và tất cả đều tin rằng trong con người lại có linh hồn. Nhưng linh hồn chúng ta ra sao? Có ai nhìn thấy chưa? Có ai thấy được linh hồn trắng hay đen, mập hay ốm, cao hay thấp không? Tại sao chúng ta không nhìn thấy lại mà chúng ta lại tin? Đấy là một vấn đề nhỏ mà chúng ta tin rằng là nó có, trong khi chúng ta không nhìn thấy, trong khi đấng thượng đế là đấng đã tạo ra tất cả muôn ngàn vạn vật cho chúng ta sử dụng, là ban bầu trời và ban trái đất và ban tất cả những gì chúng ta có được. Tại sao chúng ta lại không tin là đấng thượng đế đó lại có thật? Đấy chính là sự ngu muội của con người và sự tự cao tự đại của con người nên mới phủ nhận đấng thượng đế Allah mà thôi. Và đấng thượng đế ngự trị trên cả 7 tầng trời và thông tin mọi tạo hóa và nhìn thấy và nghe thấu tất cả mọi vạn vật. Ngài tạo ra loài người, tạo ra loài ma quỷ không phải với mục đích phù phiếm, mà Ngài tạo ra chúng với mục đích tôn thờ Ngài duy nhất, buộc họ phải nghe lời Ngài, và ai tuân theo sẽ được phần thưởng xứng đáng, đấy là thiên đàng. Còn ai bất tuân thì sẽ bị trừng phạt với ngọn lửa của hoa ngục. Và Ngài là đấng duy nhất, không có đối tác, không có cộng tác, và Ngài không cần sự giúp đỡ của người khác, chỉ có một Ngài duy nhất. Con người và tất cả vạn vật cần sự giúp đỡ của Ngài, chứ Ngài không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai và bất cứ người nào. Thí dụ, đối với một đất nước nhỏ bé, nếu có hai vị thủ lãnh và hai phái đứng ra quản lý thì bảo đảm đất nước đó không bao giờ bình an. Sẽ có sự tranh đấu, có sự nội chiến với nhau giữa phái này và phái kia. Đấy, một sự nhỏ nhoi của một đất nước mà không còn ổn lành. Vậy thì làm sao trên thế giới này lại có hai đấng thượng đế để mà cai quản? Không bao giờ được yên ổn mà từ xưa đến nay. Thời gian cứ như thế mà trôi, một năm có 12 tháng và một tháng có 30 ngày. Và nó cứ như thế từ ngàn đời. Qua những điều đó, chỉ có một mình đấng thượng đế duy nhất, không có đấng thứ hai cai quản vũ trụ này, nó mới được bình an và yên lành như thế, cho con người vui vẻ đi đứng, cho con người tự do tìm hiểu, tự do tìm tòi, tự do học hỏi. Nếu như có hai đấng thượng đế sẽ làm cho trái đất này không được yên lành và bình an đến như thế đâu. Và Islam, một trong giáo lý của nó, còn tin rằng bên cạnh Allah có các vị thiên thần. Và các vị thiên thần này khác hẳn với loài người. Các vị thiên thần được tạo ra từ ánh hào quang và con người không có khả năng nhìn thấy. Và tất cả những thiên thần này được Allah ban cho mỗi một thiên thần một nhiệm vụ riêng biệt, như thần mây, thần mưa, thần sấm và thần sét. Và trong đó có đại thiên thần lớn nhất, đó là đại thiên thần Jibril, đảm trách nhiệm vụ truyền bá lời mặc khải cho tất cả các vị Nabi. Và một trong những giáo lý của Islam còn tin rằng Allah ban xuống tất cả kinh sách cho các vị Nabi, và mỗi một vị thời kỳ có một vị Nabi riêng biệt, và mỗi một vị thiên sứ, vị Nabi được một thiên kinh riêng biệt dùng đó để áp dụng cho cuộc sống hàng ngày cho họ, như kinh Taurat, kinh Injil, kinh Zabur, và cuối cùng là thiên kinh Quran đã được ban xuống cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Và tất cả những thiên kinh này đều kêu gọi tôn thờ Allah duy nhất, không tỏ hợp Ngài với bất cứ ai. Nhưng sự thật tất cả các thiên kinh trên đều có xảy ra sự mâu thuẫn qua nhiều thế hệ, vì chúng đã bị sửa đổi và thêm bớt qua những kẻ nghịch đạo, những kẻ chuyên ăn tài sản của thiên hạ một cách bất chính. Chỉ có thiên kinh Quran cả ngàn năm nay bất di bất dịch, không thay đổi dù là một dấu hay là một chữ, và nó được lưu truyền nguyên vẹn từ xưa đến nay qua sự thuộc lòng của các tín đồ. Và chính Allah đã ban xuống thiên kinh Quran làm mầu nhiệm cho con người, và chính Ngài đã bảo lưu nó tránh sự thay đổi và mất mát. Và Allah làm cho
quyển kinh Quran vượt trội hơn tất cả những kinh sách trước nó, và trong nó chứa đựng bao nhiêu kiến thức kỳ diệu mà các nhà khoa học đương đại đang chứng kiến. Và Islam, một trong các giáo lý của nó, tin rằng Allah đã tạo hóa Adam từ cát bụi, tức con người chúng ta được tạo hóa ra từ cát bụi, chứ không phải như cho rằng thời gian biến hóa từ con vượn mà trở thành người. Nếu như nói con người chúng ta được tiến hóa từ vượn thành người, thì chúng ta hãy nhìn lại kỹ xem, trong vườn sở thú có một con vượn, con khỉ sống hàng chục năm, mà tại sao chúng ta không nhìn thấy nó thay đổi qua thời gian, không thấy bàn tay của nó hay không thấy những gì trên cơ thể nó thay đổi mà nó vẫn y nguyên như nó từ chục năm nay? Tức con người chúng ta không phải phát triển từ loài vượn ra, mà do đấng tạo hóa tạo chúng ta ra. Mà chúng ta được tạo hóa như thế nào? Có ai biết được sự tạo hóa của chúng ta không? Trước khi chúng ta trở thành một đứa trẻ ra đời, chúng ta đã là cái gì? Chúng ta không là gì hết, chúng ta là một con số không. Từ con số 0 đó, Allah mới tạo chúng ta thành người. Cái tinh trùng của người nam và cái trứng của người nữ phối hợp nhau thành là một cục máu đặc. Và từ hòn máu đặc đó phát triển từ từ qua ngày tháng, chúng ta mới thành người. Và đấng thượng đế tạo chúng ta từ như thế mà thành con người, thành một đứa trẻ, và từ đứa trẻ trở thành một người có trí khôn như ngày hôm nay. Công nhận là khoa học có khả năng dùng cái trứng, dùng cái tinh trùng, thụ tinh nhân tạo không cần đến một người nam, một người nữ. Nhưng họ có khả năng tạo được cái trứng hay có khả năng tạo một tinh trùng không? Không bao giờ. Không một ai có khả năng tạo được cái trứng hay một tinh trùng nào cả, mà chỉ có đấng thượng đế duy nhất Allah mới có khả năng làm việc đó. Bởi vì Ngài có khả năng làm những gì hơn đó nữa kìa. Và tạo vật mà Allah tạo ra lớn nhất đó chính là bầu trời và trái đất, nhưng con người chúng ta không bao giờ suy nghĩ đến. Và sau khi tạo ra Nabi Adam, Allah mới đã tạo ra người vợ cho Adam tên là Hawa. Và từ hai người họ, Allah đã lan truyền trên cả thế giới này biết bao là nam và biết bao là nữ. Nhưng vì Shaitan, ma quỷ quyến rũ họ theo dòng thời gian, nên họ đã lầm lẫn và quên đi đấng thượng đế Allah và xây qua tôn thờ những bậc tượng trong sự ngu muội của họ. Sau khi đấng thượng đế tạo ra Adam và ban cho cuộc sống của Adam và con cháu của Adam trên trần gian này sống trong sự tôn thờ Allah duy nhất, và sau đó con người mới bị lầm lạc xây qua tôn thờ những bậc tượng. Và cũng vì lẽ đó, cũng vì lẽ con người lầm đường lạc lối, nên Allah đã lần lượt cử phái đến tất cả các vị thiên sứ trong chính sắc tộc của họ để mang thông điệp truyền đạt đến cho họ và kêu họ quay trở lại tôn thờ Allah duy nhất và từ bỏ tất cả những thần linh khác. Và những vị thiên sứ đó tiêu biểu như Nuh, Ibrahim, Musa, Isa và vị thiên sứ cuối cùng có tên là Muhammad. Tức sau vị Nabi Muhammad không còn một vị thiên sứ nào nữa cho đến ngày tận thế. Và Islam bắt buộc các tín đồ phải tin tưởng và thương yêu tất cả các vị Nabi đó, và đức tin của họ không bao giờ được hoàn thiện, không bao giờ được hoàn hảo cho đến khi họ tin tưởng vào tất cả các vị thiên sứ đó và thương yêu họ, quý mến họ. Và trong Islam tin tưởng rằng những tất cả hiện tượng xảy ra trên vũ trụ này đều nằm trong định mệnh của Allah, đều do Allah sắp đặt chứ không bao giờ xảy ra ngoài dự định của Allah, trong đó kể cả con người chúng ta. Tuy nhiên không vì lẽ đó mà con người chúng ta bỏ mặc, buông thả những hành vi đó rồi đổ lỗi cho số mệnh. Con người được bảo phải làm việc, phải hoạt động để tìm cơ hội thành hay bại, và con người phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trên thế gian này cũng như ở ngày sau. Và ai để hiểu rõ về vấn đề này, về giáo luật này, thì họ sẽ có cuộc sống lạc quan và thoải mái và hạnh phúc và thanh thản hơn nhiều. Và Islam ra lệnh cho con người phải hiếu thảo với cha mẹ, ân cần nhỏ nhẹ với họ, không được phép lớn tiếng, không được phép làm cho họ buồn, và không được phép cấm đón họ cho dù họ không phải là người cùng đạo Islam. Và Islam ra lệnh chúng ta phải kết nối tình nghĩa dòng tộc, đối xử với người nghèo và trẻ em mồ côi và láng giềng một cách tốt đẹp, và phải luôn sống một cách chính trực và công minh, đối xử tử tế và hiền lành, phải yêu thương, có lòng độ lượng, trung trực và không gian trá. Nói chung, tất cả những phẩm chất tốt đẹp đều được Islam bảo ban và khen ngợi. Và Islam cấm tuyệt đối sử dụng sự bất công, gian dâm và thông dâm, cấm trộm cắp, cấm gây hận thù trong thiên hạ, cấm giết những người vô tội, cấm lừa lọc dối trá, cấm mọi hành vi phẩm chất đồi trụy và những hành vi không lành mạnh. Và nếu như có ai đó cho rằng tín đồ Islam làm sai quấy, thì đó không phải là do Islam sai bảo anh ta làm sai, mà do chính bản thân anh ta làm sai mà thôi. Và trong Islam rất là công bằng, không phân biệt da trắng hay da đen, người giàu hay người nghèo, người Ả Rập hay không phải người Ả Rập, mà sự cao quý của họ được phân biệt bởi sự tôn trọng và kính sợ của họ đối với anh ló mà thôi. Và chứng minh từ đâu? Qua sự công bằng đó. Đó là trong cuộc dân lễ, ai đến trước thì đứng hàng trước, ai đến sau thì đứng hàng sau. Và trong cuộc dân lễ đó, mọi người đều đứng ngang nhau, người giàu, người nghèo, người da trắng, người da màu đều đứng cùng một hàng, xếp thành hàng và đứng trước mặt đấng thượng đế và dân lễ. Và tất cả họ được quyền cầu xin anh ló một cách trực tiếp chứ không cần gián tiếp bất cứ một người nào, không cần nhờ cậy đến bất cứ ai cầu
xin Allah giùm họ, mà chính bản thân họ muốn gì họ cứ cầu xin Allah một cách trực tiếp, và đấng Allah sẽ ban cho họ và nhìn thấy những gì họ cầu muốn, những gì họ cầu xin, và sẽ ban cho họ những gì họ ao ước. Và Islam bảo con người luôn luôn quay lại sám hối nếu ai làm điều gì đó sai, và cánh cửa sám hối luôn luôn rộng mở dành cho anh ta, chứ không cần qua một trung gian nhờ người này hay nhờ người kia cầu xin tha lỗi cho họ, mà chính bản thân họ sau khi làm sai và biết là mình đã sai và quay lại sám hối với Allah, và đấng Thượng Đế sẵn sàng rộng lượng tha thứ cho anh ta cho dù tội lỗi của anh ta nhiều đến cách mấy. Nếu anh ta sẵn sàng quay lòng biết lỗi quay về sám hối, đấng Thượng Đế tha lỗi cho anh ta. Và người sám hối trong Islam không còn tội giống như người chưa từng làm tội, bởi vì trong con người chúng ta không có ai có khả năng xác thực tội của người này hay tội của người kia, không có quyền làm nói người này bị tội này người kia bị tội kia, mà chỉ có một mình Allah duy nhất mới có khả năng xác định tội của người đó và ban thưởng cho người đó như thế nào tùy ý muốn của Ngài. Và Islam bảo mọi người phải luôn sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ và cơ thể, quần áo, và cấm gây ô nhiễm cho mọi người, cho xã hội. Và chứng minh từ đâu? Chứng minh rằng hàng ngày đối với một người Islam, ít nhất họ rửa 5 lần trong ngày, rửa gương mặt, đôi bàn tay và bàn chân của họ, một ngày ít nhất 5 lần. Khi chúng ta hàng ngày rửa cơ thể chúng ta như thế, chẳng lẽ chúng ta còn dơ hay sao? Không bao giờ, bởi vì người Islam luôn sạch sẽ cả tâm hồn và cả thể xác của họ. Và trong Islam rất tôn trọng phụ nữ và trao cho họ những gì xứng đáng họ được hưởng, và họ phải có nhiệm vụ thực hành những gì họ bắt buộc phải làm, và những việc họ xứng đáng được hưởng như chu cấp cho họ, và họ được quyền hưởng thừa kế tài sản, và họ được phép làm những gì họ muốn nếu không trái luật với Islam. Và Islam khuyến khích mọi người sử dụng công nghệ thông tin hiện đại có thể hỗ trợ giúp ích họ trong cuộc sống, cũng như mang lại sự dễ dàng thuận lợi cho hoạt động, cho việc làm, miễn sao những việc làm đó không trái ngược lại với những gì Islam ra lệnh mà thôi. Và giáo luật Islam không bao giờ hà khắc, không bao giờ khắc nghiệt đối với bất cứ ai, và mỗi một người sẽ tìm thấy sự phù hợp của mình theo giáo lý của Islam. Và sự thờ phụng của Allah đều có một văn bản giáo luật làm cơ sở cho mỗi tín đồ tuân theo, và các văn bản giáo luật đó không phải do con người tự quy định ra, mà do chính Allah đã ban xuống và bắt buộc con người phải đi theo nó và phục tùng theo đó. Và Islam đấu tranh chống mọi tội phạm và triệt để trừng phạt mọi hành vi phạm tội nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của con người. Bởi vậy, Islam mang đến với mục đích bảo vệ 5 điều tất yếu tồn tại của con người, đó là trí óc, tính mạng, sinh sản, tài sản và tôn giáo. Và trong Islam lệnh cho người Muslim phải thực hiện một ngày 5 lần dâng lễ Salah, và không được phép tự ý bỏ hay lơ là về việc của dâng lễ đó, và giờ giấc và nghi thức được ấn định theo giáo luật Islam, và không phải con người muốn thực hiện như thế nào là thực hiện, mà phải theo những giáo trình sự học hỏi đã được truyền lại qua sách vở. Và những việc hành lễ đó được vị thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam chỉ dạy rõ ràng cho các tín đồ của người, và bắt buộc họ phải tìm hiểu và học hỏi để làm được hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và Islam bảo con người xuất một phần tài sản của mình để bố thí cho người nghèo nếu người đó giàu có và đủ điều kiện quy định bắt buộc anh ta phải xuất tiền bố thí. Và tiền bố thí đó được gọi theo tiếng Ả Rập là zakat, và chỉ có người nghèo mới xứng đáng được hưởng số tiền đó mà thôi. Việc làm này có ý nghĩa thế nào? Việc làm này có ý nghĩa làm cho tinh khiết nguồn của cải và tăng phúc lộc cho chủ sở hữu, và đặc biệt nó có thể thể hiện tình yêu thương gắn bó giữa người nghèo đối với người giàu. Vậy trong Islam bắt buộc người Muslim phải nhịn chay một tháng trong năm, và đó là tháng 9, bắt buộc từ lúc rạng đông cho đến khi mặt trời lặn. Và tháng đó có tên là tháng Ramadan, được Allah quy định ra để nhắc nhở mọi người hãy nghĩ đến người nghèo đói. Và trong tháng này làm cho con người Muslim tinh khiết, sạch sẽ, khỏe, bảo toàn sức khỏe của họ. Và là tháng này Allah muốn thử thách người Muslim có thật sự nghe lời đấng Thượng Đế và phục tùng những mệnh lệnh của Ngài hay không. Trong Islam bảo tất cả mọi người nếu có khả năng hội tụ đủ điều kiện phải thực hiện cuộc hành hương của mình một lần trong đời, đi đến thánh địa Mecca. Và đó là noi gương theo vị Nabi Ibrahim và Isa và vị thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Và trong Islam tin tưởng rằng vị Nabi Muhammad được cử phái đến cho toàn nhân loại, chứ không phải cho riêng dành riêng cho người Ả Rập hay riêng cho bộ lạc nào đó, mà thiên sứ Muhammad được cử phái đánh xuống cho tất cả mọi người. Những ai nghe được thông điệp này bắt buộc họ phải vào Islam, nếu không họ sẽ bị lửa của hỏa ngục trừng trị họ vào ngày sau. Và đấng Thượng Đế từ khi ban xuống đạo Islam không bao giờ chấp nhận bất cứ một tôn giáo nào khác, mà chỉ có một mình Islam duy nhất. Và Ngài chỉ hài lòng thỏa mãn đối với ai đi theo Islam, và Ngài không bao giờ yêu thương thích đối với những ai từ bỏ Islam. Và đối với những người theo Islam, họ sẽ được phần thưởng xứng đáng, đó là thiên đàng. Còn ai bất tuân, phản nghịch, chống đối lại thì phần thưởng của họ chắc chắn là hỏa ngục. Và Islam tôn thờ Allah theo đường lối mà vị thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam mang đến cho họ,
Tại vì chúng ta không có khả năng hiểu về Islam ngoại trừ qua sự chỉ dẫn và hướng dẫn của vị thiên sứ mà thôi. Và những cái hành động và những việc làm, những cử chỉ của thiên sứ đó được ghi chép lại qua sự tìm hiểu và học hỏi chính xác của các nhà học giả chuyên môn và được gọi là Hadith. Và Hadith đây có nghĩa là gì? Hadith đây có nghĩa là những lời nói, những hành động cũng như những phản ứng của Nabi trước việc làm của các bạn tín đồ sau khi tiếp nhận sứ mệnh. Và những việc làm, hành động đó, những cái Hadith đó được lưu truyền một cách đúng đắn, đàng hoàng, bất di bất dịch cho đến ngày hôm nay cũng là do các nhà học giả chuyên về môn học Hadith ghi chép lại, và tiêu biểu đó là học giả Bukhari và Muslim và những người khác nữa. Và Islam không cho phép đi theo những gì mới mẻ, điên rồ mà con người tự sáng tạo ra, cho dù nó có phù hợp với trí óc chúng ta cũng không được phép sử dụng, ngoại trừ nó phù hợp với những giáo điều mà thiên sứ Muhammad ban đến. Và những ai tự mình suy diễn ra và cho rằng nó phù hợp hơn là những gì thì thiên sứ Muhammad mang đến thì họ chịu hoàn toàn và việc làm của họ, và những việc làm đó không được Allah chấp nhận và sẽ bị trả lại họ, và họ sẽ đứng trước mặt Allah trong ngày phán xử và lãnh lấy tất cả những tội lỗi mà họ đã làm ra. Islam là tôn giáo giải phóng trí óc khỏi sự ngu muội dốt nát, khỏi sự thờ phượng những thần linh ngoài Allah. Với mục đích đó, tôn giáo Islam đã cùng lúc khuyến khích thăm viếng các ngôi mộ để nhắc nhở con người đến cuộc sống ở đời sau, nhưng lại nghiêm cấm đi xung quanh các ngôi mộ, tế lễ, dâng cúng trước mộ và gian xin, cầu xin các ngôi mộ và hoặc tìm các trung gian gián tiếp để nhờ họ cầu xin đó Allah. Tại vì con người chúng ta, bất cứ ai, dù già hay trẻ, dù lớn hay nhỏ, đều cũng phải chết. Vì thế, Islam nhắc nhở chúng ta hãy thăm viếng đến ngôi mộ để làm chúng ta nhớ đến rằng rồi chúng một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ nằm dưới các ngôi mộ giống như họ hiện tại bây giờ. Cũng vì đó, làm cho con người chúng ta thích làm những điều tốt đẹp hơn và tránh xa, từ bỏ những điều xấu xa mà Islam ngăn cấm để hòng được Allah thương yêu nhiều hơn và được ban thưởng nhiều hơn vào ngày sau. Và Islam bảo hãy phó thác tất cả mọi việc cho Allah, nhưng chúng ta phải tìm một lý do để thành bại. Đúng, tất cả mọi việc đều do Allah quyết định hết và tất cả mọi việc đều có sự sắp đặt của Ngài. Nếu như chúng ta không tìm lý do thì chúng ta không bao giờ đạt được sự thành công đó. Thí dụ, Đấng Thượng Đế đã ghi cho ông A là có 3 đứa con trong cuộc sống của ông ta. Nếu như ông ta không có vợ thì làm gì có con. Vợ lẽ thế bắt buộc ông ta phải cưới vợ thì mới được hưởng được 3 người con giống như Allah đã ghi cho ông ta và sắp đặt trong định mệnh của ông ta. Và trong Islam nghiêm cấm mọi hình thức mê tín dị đoan hay là tìm đến bùa ngải bói toán để gửi niềm tin, và cấm những kẻ lợi dụng mê tín chuyên ăn tài sản của thiên hạ một cách bất chính. Và trong Islam có 2 ngày lễ lớn, đó là lễ Al-Fitri, đó là lễ hoàn thành sự nhịn chay trong tháng Ramadan, và lễ thứ hai đó là lễ Adha, đó là lễ giết tế súc vật phân phát cho người nghèo vào ngày 10 tháng 12 theo năng lịch Islam. Và Islam không bao giờ chấp nhận bất cứ lễ nào ngoài 2 lễ đó ra. Bất cứ lễ nào do con người tự sáng lập hay tự đề ra sẽ không bao giờ được Islam chấp nhận, và họ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc làm của họ trước Allah. Và Islam bảo tất cả các tín đồ luôn học các giáo luật như về tẩy rửa và hành lễ, về cách bố thí, về cách nhịn chay, về cách hành hương và những giáo luật khác. Đó là nhiệm vụ bắt buộc họ phải học để họ tôn thờ Đấng Thượng Đế Allah một cách đàng hoàng, chính xác, chứ không phải do họ suy diễn ra, họ muốn làm sao thì họ làm. Và trong Islam, tất cả mọi người tin tưởng lẫn nhau, thương yêu nhau, không một ai lừa dối đến ai cả. Giống như chúng ta thấy tại nước Ả Rập Saudi, cuộc sống họ rất bình an, không có cúp giật, không có điều gì xảy ra đối với họ. Tại vì tất cả mọi người trong lòng của họ đều biết rằng cái nào thuộc về họ và cái nào không phải thuộc về họ, và họ luôn biết rằng Đấng Thượng Đế luôn nhìn thấy họ và luôn biết họ làm gì, và họ phải chịu trách nhiệm nếu như họ làm sai, và họ sẽ được thưởng nếu như họ làm đúng. Nên vì lẽ đó, họ không dám làm những điều trái ngược với giáo luật, giáo điều Islam ban ra. Trên là những lời giới thiệu về Islam một cách ngắn gọn. Ai có ý định tìm hiểu sâu sắc hơn thì cần phải đọc qua nhiều sách vở mới biết sâu sắc hơn về những giáo lý, những giáo điều của Islam được kể trên. Và đến đây, mong rằng các bạn cũng hiểu được chút ít đôi điều về Islam, về giáo luật và những gì Islam cấm và những gì Islam bắt buộc phải làm. Và mong rằng Allah, Đấng Thượng Đế, ban hướng dẫn và soi sáng của Ngài đến cho những con tim nằm trong bóng tối và mù lòa đến dưới ánh sáng và hào quang của Islam. Và đến đây, ai có ý định muốn vào Islam thì chỉ cần họ đọc lời tiên thệ, 2 câu tiên thệ mà thôi. Đó là Ashhadu an la ilaha illallah và Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Khi họ nói 2 câu tiên thệ này, họ trở thành người Islam. Ý nghĩa của 2 câu tiên thệ là: tôi xin tiên thệ rằng không có thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có đối tác, và xác nhận Muhammad là thiên sứ được Allah cử phái xuống cho nhân loại. Và đến đây, khi bạn nói thế và bạn đã trở thành người Muslim, và việc làm kế tiếp bạn phải tìm hiểu và học hỏi thêm nhiều đối với Islam.
Cầu xin Allah dẫn dắt bạn và hướng bạn đến nhiều và chúc bạn thành công. Wallahu a'lam.